Quả này Gothic sẽ đáp trả như thế nào sau chuỗi hai bài của Linh Thổ vừa rồi nha. Ok, nghe luôn. Nghe luôn. Tao cho mày 4 ngày. 4 ngày. Một là mày đầu hàng. Hai là mày ô nào đấu với tao một trận, dùng hết sức lực của mình. Và mày lựa chọn một cái bài tỏ tình. Chị mẹ tỏ tình ăn đầu bùi à? Đi con mẹ mày chưa khều người ta trước sau rồi YO Huy mày ăn cặc à? Đi mẹ mày đàn ông lên. Dám làm dám nhận, đi mẹ mày đừng giả làm nạn nhân nữa. Giờ tao chốt xác mày luôn. Vĩnh biệt tờ linh thổ. Địt con mẹ tờ linh thổi bịa chuyện tao đập cho tan biến đống phê mày đang cầy. Vậy cụ lý bịa bị vả cho vỡ mõm nên phải tự thủ dâm rằng tao là fan mày. Quay bịa chuyện để cho fan nó bu. Mồm thì chém ra những đợt gió thu. Hai chuyện so sánh có phúc chuyện chơi chữ thì ăn cắp kiểu lồn gì hả có chó ngu. Đây đéo nhận ra văn mẫu anh hưng phải có cả tấn cứt trong não thằng cầy này. Chửi mấy thằng chuyên tích phải lưu chứ hay là mày định bỏ con bác cả thầy mày. Tao chỉ dùng status công khai như cái tờ linh thổi bắp sái thật trắng trợn. Đúng rồi, cái bộ của Gothic là văn mẫu mà. Đó là văn mẫu mà. Cái đoạn ngày xưa còn sửa tên Phúc Du với sửa tên Hưng Cao đăng cái mấy group đó đâu. Cái đấy mãi về sau rồi tôi mới biết. Với vậy lúc thấy thằng Huy đăng lên thì cũng tưởng thật. Thằng lick cả đoạn tin riêng với bác thì con súc vật đó mới là thằng cắn trộm. Làm thằng cắn trộm là cái thằng đạo lý. Không nể lưu chọn đồ yếu khi đít nhau. Nên Linh chọn đồ là Rapito. Team có thằng nào giỏi đít đâu. Đúng. Cái này cũng đúng. Cắn trộm là cái thằng xạo lồn. Có tình bọn tao con thích bởi tính mà giống nó. Bằng chứng tao ủ mưu chửi mày đâu hả. Con súc vật thay mặt và sống chó. Thằng cắn trộm là cái thằng gây chiến. Chửi tao chót rồi ra vẻ nạn nhân. Bí hết ý nên phải chửi tao béo. Ở thì trình độ mình không cùng hạng cân. Thằng óc chó linh thổ này ngu si miễn bàn. Bí lý bị chuyện xong rồi suy diễn sàng. Bố mẹ đặt tên Nguyễn Hoàng Linh. Có phải muốn thằng Linh đứng sau rồi Doggy Nguyễn Hoàng. Linh đứng sau Doggy Nguyễn Hoàng. Phải luôn. Nguyễn Hoàng Linh. Nguyễn Hoàng là Hazel đúng không? Thằng này là cũng thông minh đấy. Không đến mức là chú bé đần lắm. Đùa. Chơi angle mày không chuyên. Loại gì kia tao không thể phân biệt. Thằng bố con mẹ mày chắc phải thanh minh. Cháu Linh nhà tôi tuy ngu nhưng không miệng. Hết cái chửi rồi lại đi bợ giá lại lên mà khóc lóc dù cho mày trọng vinh. Người trông điếu khác gì que củi nên phải bám cây với gỗ làm đồng minh. Cây. Cây là ai nhỉ? Gỗ thì biết rồi, gỗ thì chắc là nói vua quốc đi rồi. Chửi MC cây rồi lại bên rap chậm thời. Trình độ bóp dài quá siêu đó. Linh bài trước sắp lọ cho vút đi. Bài sau đòi địt người yêu nó. Biết thế nào mẹ, nó cũng mẹ khai thác quả điểm này mà. Biết ngay mà. Quả điểm này là một trong những mẹ. Quả điểm mà như bài trước tôi đã nói quá đã rau câu. Như bài trước tôi nói là mẹ. Nếu mà mày có thằng có thích mày nó khai thác rồi để xem mà nó khai thác có sâu không. Làm đàn ông thì thua phải dám nhận. Thôi bợ dái và thôi chả treo đi. Mỗi cái bồi tương đương một quả bóng thì trận này thốt bú khỏe hơn là kêu ly. Bài chơi tội nhất trước vào mùng nghi. Địt mẹ xúc vật thì thật quá thê lương. Bài này vẫn quên hết là mình nói. Kể lẽ khóc lóc như cặp là yêu thương. Hưng Cao đăng thì có thích donate. Giờ mày sủa tao phải gặp trực tiếp đó còn gì vương lại. Đéo còn lý lẽ nên phải dùng người chết để xin lòng thương hại. Khinh vãi lùn. Tao khinh bỉ thằng linh thuật ngu si. Rap beat battle kiểu lồn gì mà lại khen đối thủ hỗ trợ cho Yugi. Đúng rồi. Lần trước có bảo là dùng mỗi một bài á, như là Yugi á. Đúng. Hai. Thần làm cho tao ngại quá. Vua đến cuối bàn cờ vẫn là vua và rap và khen tao tờ linh thuộc dại quá. Ai có 18 con thích còn chưa rap còn Phạm Huy tiếp brick ý mày là gì đây. A cặc làm đéo có cho với Hưng Cao và Phúc Du lúc đấy vẫn 1337. 2020 bị chu si bố láo bọn tao chặt đầu gì khi nó vừa ngoái tới. A cặc đấu cho sợ hay khẳng định chỉ chúng mày chỉ ngang bị chu si đái tới. Đã rồi. Linh thuộc bắt đầu xám quá nhở. Ăn chửi căng nên cảm giác quá nhở. Đéo ai cấm mày body shaming họ chửi mày bóp dái và mày làm quá trở. Bác Vân Đình đéo biết bao nhiêu ngày như tinh thần con thích đéo bao giờ trong tranh. Khi họ dùng tờ linh thuộc chửi mày thì mày hiện hình bông tuyết thật mong manh. Mới cho mày biết mặt mày lại khèo như bọn lão khuyết tật. Mày lại chửi anh tao là giả điếc ra. Trong khi thằng anh mày điếc thật. Chúng mày nhớ Phạm Huy ra giết hai năm vẫn cay cú lời tao nói nào sai. Tim được lít bởi thằng Kira điếc nên A Cặc nghe nhạc có thích đéo vào tai. Hello Kira điếc sao ôm cái vụ Kira điếc là như nào. Sao lại bảo ông này điếc nhỉ. Lý do bảo ông này điếc là gì. Đấy bài của mày tao bẻ hết con mẹ ơi đấy. Kết quả nó quá rõ ràng mà. Nó quá rõ ràng là tính ra trước rồi. Nếu như mà bài trước Linh Hồn bảo Gothic là phép chốt thì mẹ hôm nay chúng ta phải có một vơ tuyển tập chốt về những người gầy chứ nhỉ. Ừ, tại vì phần phép chốt của Linh Hồn là làm tương đối tốt. Để xem như thế nào. Điếc là... Điếc thật một tay á. Phải không?
Má cái này đót á, má cái này đót phải liền. Đót. Cái đít con mẹ mày, thằng tập producer tao đang nói giờ, đít mẹ mày mixer cái máu lồn à. Alo. Đi mẹ nghe beat rap love nhở, tình cảm nhở. Đít mẹ mày, bố mày chôn xác a cọc trên cái beat rap love rồi luôn. Chiến tiếp vào. Đít mẹ thằng thua nhìn néo đi, thua tiếp đi. Gái bản rồi lấy danh dự ra cột, đây đều phải là đối mặt với thất bại. Đấy là mày óc chó, mày tự cao, mày hành động một cách rất dại. Đổi lấy gì bản thân lấy vài năm rap là chính mày đã trở thành nỗi thất bại. Một nỗi ô nhục nhưng không sao, vì mày có một lũ óc chó. Không chỉ mày lỗi sai mà chỉ có bưng bô. Lũ anh em tính vừa ngáo vừa nát, sẵn sàng ủng hộ việc mày nhổ nước bọt vào áo người khác. Dùng hai lần mà vẫn sai phách thì mày lũ ghê. Tiền túi quốc anh mà tay tao mày cứ rúi về. Phải mày đều khác gì con cầy đói, mồm ông ngoan chỉ bầy sói. Như sở thích của chúng nó lại là hút thuê. Trên Vino ta luôn chấp nhận mọi phán quyết mọi kết quả, dù cho người nghe nhạc họ rất giận. Dù cho đến tận bây giờ những cuộc tranh cãi vẫn bất tận. Tao dám chơi dám chịu dám nhận thua, đấy là bất luận. À cặp cay đắng rồi, thằng nào cũng cắn người, cũng cái chiến đều khác gì bè lũ chó ngu vị dại. Từ hồi đầu thằng có thích khí khái thì thằng đéo nào cũng quay mặt. Cay mắt xong rồi ra vẻ mình bị hại. Mày xạo lồn là tao giấu mặt, trong cái stream nào tao cũng show mặt. Chính bịa phách của mày lố thật. Bịa phách thì linh quả cay lắm rồi. Rap đi sai phách cả bài đã có nói cũng hiểu là ai thắng rồi. Mày chửi tao là thằng tự ti, vậy sao mà tao lại dám vào sai. Còn rap chắc ghi người hả mày. Lý tao sắc như con dao, các thằng ất là mày. Tao lên Hà Nội ăn giải freestyle trên đất nhà mày. Mày là thằng duy nhất trong VIP này talk shit. Nhà tao từng cứu người. Tôi theo dõi Rô từ lâu rồi, rồi nghe bài này tôi mới biết từ cuối tập 1 của tôi. Ok. Mày tóc còn luôn gì hot hit. Thương cao đã nói rồi, mày đéo nghe ra bộ não tối đủ. Một vị võ sĩ chỉ cần chạm vào trái tim của đối thủ. Tổng hợp của cả những người đi trước và cả những người đi sau. Shout out to Hưng Cao, VDIC, DDSK, Zodiac, Hùng Team, Meet IST. Và rất nhiều battler ảnh hưởng tao từ OG đến Next G. Chắc chắn đéo ai thảm bại như mày, thành một con chó giả nạn nhân và thảm hại như mày. Điểm chung nhất đấy là họ luôn luôn băn khoăn. Dù biết trước là mình sẽ thua, chưa đéo cầu xin lòng thương hại như mày. Ta không phá sức mày không có cách nào, vì nghèo không phải cái tội. Chỉ đồng lý lẽ mày ung thư, vì tính mày xạo lồn. Cho khi ra tiền mua chung cư thì thua rồi. Tiền có thể kiếm lại, chứ danh dự thì đéo thể mua nổi. Ta vẫn tự hào. Đấy, vậy anh đấy là một mặt trái của cái tàn phách. Phách là mình đéo biết à, quả phách nào là quả phách thật, quả phách nào là quả phách không thật lắm, quả phách nào là quả phách phách lời, quả phách nào là quả phách tin chuẩn chưa anh đâu. Mình không mình không biết được đâu. Mình chỉ nhìn mẹ cách các ông khai thác phách thôi, chứ như thế này các ông biết như thế liền nào được, đúng không? Chuyện anh em mà tao mình cũng không biết được. Nếu bỏ rap ra, ta bỏ mic xuống, vẫn là thằng học sinh giỏi ăn giải quốc gia, vẫn cứ tự làm về đâu bài. Ngày xưa có thích ra ăn giải quốc gia sao ta? Công nào confirm không? Tự hào những người ủng hộ ở bên mình, lúc ta thua Windows thật xót xa. Sau trận này tim mày hơi khó đấy, rap Việt từ nay nó thấy ác cặc giờ như chó giấy. Cái con chó điên sủa mãi, đéo để cơm mồm, giờ khóc lóc kể khổ. Dòng linh thuận dõi cả người hâm mộ. Đây mới là chiến thắng của tao, cho tất cả mọi người thấy ác cặc hèn nhiều đến mức nào. Từng angle mày đéo thể đỡ được, mày có inbox nhờ Eminem chân nhạc, kết quả cũng đéo thể gỡ ngược. Tao chẳng mất gì, mày đít thì con thích reply. Dạy tiếng Anh quốc gia rồi. Kinh kinh kinh. Như mày định lộ sao ác cặc chua vào bò sát. Rap Việt thêm respect trình độ tao. Ác cặc một lũ yếu ớt bóp dài đến trắng trợn. God thích quả mong cho chúng mày đéo thể cắn. Cho mày hỏi tao một God thích sẽ khác gì bằng thanh kiếm vần. Cái ngày tao ngã xuống hãy khắc lên hai chữ chiến thần. Nếu mày đít tao bằng một cái bài không có punchline, không có từ và thật địa phách cả bài, tao vẫn có thể rap mày. Nhưng mày lại không có bản lĩnh. Trận chiến này kết thúc từ lâu rồi. Thoải mái đi, truyền thông bật tiếp đi. Cho fan vào spam tiếp đi. Chúng mày tử lồn. Trước có thích nói tuyển thẳng đại học do có giải quốc gia sao? Ồ, phải là thằng này cũng là học giỏi phết. Bài này tôi rất là thích phần cuối của có thích. Cái phần từ lúc đổi từ cái beat sang cái beat này này. Một nỗi ô nhục nhưng không sao, vì mày có một lũ óc chó. Không chỉ mày lỗi sai. Flow rất vào tai, flow rất vào tai. Và lý lẽ đưa ra thì cũng tương đối là thuyết phục. Vẫn tương đối là thuyết phục. Tại vì bây giờ dù sao thì cũng là hết beef rồi. Mỗi người đủ 3 bài đúng không? Thì tôi nghĩ là trận này kết thúc ở đây là đẹp. Trận này kết thúc ở đây là đẹp. Tôi nghĩ là tôi có đầy đủ những cái cơ sở dữ liệu rồi, kiểu vậy.
Bài này tiếp tục chứng tỏ Gothic là một người có lyric rất tốt, khai thác đối thủ cũng rất là kỹ. Đặc biệt là ở đây có mấy cái của linh hồn mà tới thời điểm này chúng ta vẫn không hiểu tại sao mà Gothic nó biết được. Mình luôn luôn không hiểu là tại sao nó lại biết được mấy cái phát kiểu này. Nhưng mà chắc chắn là không phải là có vụ mà folder như là có ông vẫn nói đâu. Tôi nghĩ là do chắc có lẽ là cũng nghe hành lang linh tinh các thứ thôi. Nên là vì những vấn đề kiểu đấy chúng ta cũng không thể kiểm chứng được. Nên là ở đây mình chỉ nhìn về góc độ mà nó khai thác phát thôi. Thì về những phát này thì tôi thấy là nó khai thác khá tốt, đưa ra được những cái phát và khiến cho người nghe họ có vẻ muốn nghe. Một play thì cũng có, ẩn dụ thì cũng hay. Nhưng mà đặc biệt á thì cái phần cái nửa đầu này là của Gothic nè, là cái mà Gothic nó làm trong hai bài trước rồi. Còn cái này mới là cái làm tôi khá bất ngờ này. Đấy, cái đấy là cái mà tôi nghĩ là lần trước thì tôi nói là Gothic nếu như mà nó khắc phục được một vài cái điểm yếu của nó và khiến cho cái bài nhạc của nó, khiến cho cái dung lượng lyrics này của nó được truyền tải một cách nó dễ nghe hơn á, và một cách nó gọi là nó uyển chuyển hơn chút nữa, thì tôi nghĩ là nó sẽ có lợi thế lớn hơn ở lần này là nó làm được trong cái phần cuối này. Ok, để mà nói là trận này nhận định như thế nào á, thì tôi nhận định là Linh Thọ là một rapper giỏi, còn Gothic thì đến bây giờ vẫn là một battle rapper rất có tiềm năng. Và bài này của Gothic thì Gothic đã có cải thiện rất là nhiều về mặt nhạc tính. Đã cải thiện rất là nhiều về mặt nhạc tính. Flow nó dễ nghe hơn. Lyrics thì đấy, có câu này cũng hay: người công không khác gì que củi nên phải bám cây với gỗ để làm đồng minh. Cây với gỗ. Thằng cắn trộm là cái thằng sợ liền cố tình buộc tội. Đây. Có một cái câu này cũng hay. Đây, cái lý lẽ này đưa ra thì tôi cũng thấy khá thích. Cắn trộm là thằng đạo lý không hề không nể lũ chọn đội yếu khi đít nhau, nên linh hồn chọn đối là Rapito. Thì đó, thì cũng đúng, tại vì Rapito thì cũng không ai mạnh về dissing hết. Nhưng mà Rapito thì trước đó thì cũng có nhảy vào chẳng biết rồi với một bài đó là rap chậm thôi. Nhưng mà tôi khá thích cách đưa ra cái lý lẽ như thế này. Hay. Có thích vẫn là một người rất là chuyển vọng. Tôi nghĩ là hai người đã có đầy đủ hai cái mà họ cần ở chẳng biết này rồi. Linh Thổ thì cần một sự công nhận lớn hơn, còn Gothic thì muốn khẳng định vị thế của mình. Thì tôi nghĩ là sau trận này thì chắc chắn là không thể nào mà coi nhẹ Gothic trong mỗi lần battle được nữa rồi, đúng không? Rồi còn lần này thì sau trận beef này thì chắc chắn là Linh Thổ sẽ ghi điểm nhiều hơn trong mắt một vài người, ví dụ như tôi chẳng hạn. Tôi trước đó thì không xem nhiều Disneyland của Linh Thổ lắm, nhưng mà sau những bài này thì trong mắt tôi là tôi đã nhìn nhận Linh Thổ khác, rất khác.